Đội Tương Quang xin hân ái mến chào quý khán giả theo dõi chương trình TV hôm nay và mời quý vị cùng ghé đến với Magic Mattress để tham gia vào đợt sale mùa xuân với hai ngày lễ quan trọng, đó là lễ Valentine và lễ President Day thưa quý vị trong tháng 2. Đợt sale này dự gửi đến quý vị với đợt giảm giá lên đến 55% off và đã vậy được free hộp bên dưới mua nguyên một set nệm nhưng chỉ trả tiền cho miếng nệm ở bên trên. Bên cạnh của Đồ Tân Khoa là một sản phẩm nổi tiếng chứa danh của Therapeutic, bộ nệm cứng với 800 cái lò xo riêng trong từng túi vải, có một lớp latex cao su tự nhiên bên trên và foam cứng bọc chung quanh thành nệm để chúng ta ngồi không có bị trũng, không có bị thụng và thành nệm không có bị gãy gập sau nhiều năm tháng sử dụng. Bộ nệm này queen size giá bình thường là 2.199 đồng, giảm giá lên đến 55% off và được trừ thêm 100 đồng cho cái hộp, mặc dầu vẫn mang về nguyên một set nệm để chỉ còn có 889 đồng và trả góp không tiền down, không tiền lời, chỉ có khoảng chừng 20 đồng một tháng trong đợt sale mùa xuân super sale ở tại Magic Mattress. Và sang một sản phẩm khác mà đa phần trong những ngày gần đây, trên 70% khách hàng khi chuẩn bị điểm mua nệm cũng đều muốn mang về để có được một giấc ngủ thoải mái và sáng thức dậy không bị nhức vai hoặc là đau lưng và nằm thì không bị nghẹn cổ, đó là combo set bao gồm nệm Gemmy Foam ở bên trên của hãng Sealy Optimum Gel, chất gel trộn vào memory foam để nằm không bị nóng như là loại memory foam thường, và bên dưới lại có thêm một cái hộp nâng đầu và nâng chân giúp cho chúng ta trước tiên là trước khi đi ngủ thì nằm xem TV, đọc sách báo một cách dễ dàng, thoải mái, ngủ thì nâng lên cao một tí để cổ không bị nghẹn và tạo thành một cái ống sáo, và dĩ nhiên là nguyên nhân dẫn đến cái tiếng ngáy rần rần làm đôi khi khó chịu người bên cạnh. Và đồng thời những bác lớn tuổi sáng thức dậy có thể dùng nó như là một cái phương tiện nâng lên thật cao như thành ghế rồi từ từ đặt chân xuống giường. Loại nệm combo này có từ size twin cho một người nằm size full hoặc là size queen và cả size king. Đang chơi có chương trình sale cho size queen giá bình thường là 3.999, giảm giá 55% off lại được trừ thêm 200 đồng nữa để cuối cùng chỉ còn có 1.599 đồng và trả góp không tiền đau, không tiền lời, khoảng chừng là 38 đồng một tháng. Chắc chắn khi nằm trên bộ nệm này, quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thở dễ dàng hơn và sáng thức dậy cảm thấy khỏe khoắn hơn. Chỉ có 236 đồng cho một tháng trong chương trình Spring Sales ở tại Magic Mattress. Và khi nói đến kỹ nghệ nệm, những dòng sản phẩm nệm nổi tiếng không thể nào bỏ qua thương hiệu Tempur-Pedic, một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới mà Magic Mattress cũng là đại lý chính thức và có hàng loạt những mẫu mã khác nhau, size nệm khác nhau và dĩ nhiên giá tiền khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ. Sản phẩm Tempur-Pedic ở trong tiệm có những độ cứng mềm khác nhau để mà đáp ứng đúng cái nhu cầu của từng mỗi một người, mỗi một cá nhân. Sản phẩm này cũng đang có chương trình sale đặc biệt ở tại Magic Mattress từ giá bình thường là 5.999 mà nay một bộ nệm queen size của Tempur-Pedic Prima chỉ còn có 1.799 đồng sau khi giảm giá lên đến 55% off và được tặng free cái hộp bên dưới trị giá 250 đồng. Mặc dù quý vị vẫn mang về trọn vẹn nguyên một set nệm và đặc biệt hơn hết cho dòng sản phẩm của Tempur-Pedic, quý vị mua bất cứ size nệm nào cũng đều được tặng thêm một cái máy massage chân của Dr. Fuji Japan trị giá 500 đô la tặng free đến cho quý vị khi nói xem trên đài truyền hình TV qua đài truyền hình và của Magic Mattress trong đợt sale mùa xuân Spring Sales, giảm giá lên đến 55% off và được tặng free hộp bên dưới trị giá từ 100 lên đến 500 đô la tùy theo sản phẩm mà quý vị chọn mua, double saving trong chương trình Spring Sales ở tại Magic Mattress. Để biết thêm chi tiết, quý vị gọi ngay cho số điện thoại 714-636-2442. Magic Mattress trên đường Brookhurst, Coffee Chapman trong khu Citibank và CVS Pharmacy, mở cửa từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối. 714-636-2442.